Xin kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi được phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền Hình Việt Nam. Quý vị thân mến, đau lưng, triệu chứng tưởng chừng như chỉ gặp ở người già nhưng đang ngày càng phổ biến ở mọi lứa tuổi. Bất cứ ai đã từng mắc chứng bệnh đau lưng dù cấp tính hay mãn tính, âm ỉ hay dữ dội thì đều có chung quan điểm. Đó là căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống thường ngày cũng như là những khó khăn trong chuyển động, hạn chế công việc tay chân. Cùng với đó là những hoạt động sinh hoạt hàng ngày diễn ra từ từ và chậm chạp. Để giải quyết những vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay của Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi một vị chuyên gia, Mr. Andre Sikel. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thank you MC Quan Linh for having me today. Cảm ơn MC Hoàng Linh và chương trình đã cho tôi vinh hạnh được tham dự chương trình. Cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Tôi rất vui và hân hạnh được có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng buổi chia sẻ này sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về các chứng bệnh đau cấp và mãn tính. Thưa chuyên gia, những cơn đau lưng thì vẫn được xem là chuyện cơm bữa rồi chuyện thường ngày ở huyện. Trong cuộc sống thì nếu như chúng ta hỏi bất cứ một ai đó là bạn có bị đau lưng không thì đa phần chúng ta sẽ nhận được câu trả lời là có. Vậy thì chuyên gia có thể thông tin cho quý vị khán giả được biết rõ hơn về cơ chế đau lưng và xuất hiện tại những vị trí như thế nào được không ạ? So back pain is inherent in all cultures and Vietnam is no exception. Thực ra đau lưng vốn là bệnh lý phổ biến ở mọi quốc gia và dĩ nhiên Việt Nam không phải ngoại lệ. Cơ chế và vị trí xuất hiện của cơn đau không hề đơn giản bởi nó còn tùy thuộc vào nguồn gốc và nguyên nhân gây đau. Cụ thể, trong một cộng đồng có nhiều người ít vận động hoặc thường ngồi quá lâu, tỷ lệ mắc phải chứng bệnh đau lưng sẽ cho thấy nhiều hơn, dẫn tới quá trình thoái hóa nhanh hơn. Điều này hiện đang còn được nhận thấy ở thế hệ trẻ. Dĩ nhiên con người sẽ lão hóa và thoái hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn nếu còn ít người vận động, sẽ phức tạp hơn nếu việc này bắt đầu gây ảnh hưởng sâu, khiến đĩa đệm hao mòn và chèn ép lên dây thần kinh, làm triệu chứng biểu hiện rõ rệt hơn như là nhức mỏi, đau lan xuống các chi, tê bì, mất lực hay thậm chí là teo cơ.